Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Huy Dùng Dreamland, đất nền đô thị vệ tinh hoàn hảo. Chào anh chị quý nhà đầu tư nha. Đây gửi tới anh chị quý nhà đầu tư một mảnh đất tại Cổ Đông. Mảnh đất này thì cũng là một hoa hậu của một vùng. Mảnh đất diện tích là 1.043 m², có 240 thổ cư, mặt tiền 20 m. Đây mời anh chị quý vị vào xem phía bên trong nhé. Bên trong thì đã có ranh giới rõ ràng rồi. Tổng diện tích mảnh này là 1.043 m², 240 thổ cư, mặt tiền thì 20 m. Đã có ranh giới rõ ràng rồi. Đất rất là vuông, đẹp, nở hậu. Mảnh đất này tại Trại Hồ Cổ Đông. Đấy, Trại Hồ Cổ Đông, 1.043 m², 240 thổ cư. Đấy, mặt tiền thì hơn 20 m vuông như bánh chưng. Mảnh đất tại Trại Hồ Cổ Đông, đất rất đẹp. Quý anh chị đầu tư quan tâm hãy liên hệ với em Duy Tùng Dreamland.